Xin chào, lại là Bình đây. Vâng, Ngọc Bình vui mừng chào đón quý vị và các bạn đang quay trở lại video ngày hôm nay của Ngọc Bình. Vâng, và trong thời gian gần đây thì Segway liên tục nhận được những thông tin rất là hot, rất là vui. Và mình xin chúc mừng tất cả các quý vị và các bạn, các quý cổ đông đang nắm trong tay sở hữu cổ phần của Segway. Vâng, thì để cập nhật cho quý vị các cái thông tin mới nhất, chuẩn nhất, chính xác nhất từ dự án Segway, cũng như có những cái góc nhìn đa chiều về dự án, thì quý vị không quên hãy đăng ký kênh YouTube của Ngọc Bình để chúng ta cùng nhau theo dõi thông tin, cập nhật thông tin và có những cái đánh giá, những cái góc nhìn đa chiều về dự án Segway. Và không để quý vị chờ đợi lâu nữa, thì trong video ngày hôm nay, Ngọc Bình sẽ cung cấp cho quý vị thông tin mới nhất về tiến trình phát triển của dự án Segway. Và mình xin cung cấp cho quý vị và các bạn thông tin đầu tiên, đó là thông tin một bài viết trên trang Construction Week tuần lễ xây dựng đã viết rằng là Ulysses Sky Chain Technology hoàn thành giai đoạn 1 của tuyến đường sắt chở khách ở Sharjah. Và ngay từ đầu bài viết thì chúng ta đã thấy một thông tin mình nghĩ rằng khi mà đọc lên thì các quý vị cổ đông chắc chắn là sẽ vui mừng. Và mình cũng vậy, rất là tuyệt vời. Vâng, thì đầu tiên bài viết có ghi rằng là đánh dấu sự ra mắt dự án thương mại đầu tiên của Uskai, công ty đã đặt kế hoạch tăng danh mục đầu tư của mình lên 10 dự án vào cuối năm 2022. Quý vị thấy không ạ? Đã đặt danh mục đầu tư lên 10 dự án vào cuối năm 2022. Có nghĩa là vào cuối năm 2022 này thì ít nhất, đây theo Bình đây là mới là ít nhất đấy, chúng ta có 10 dự án sẽ khởi công và thương mại đấy ạ. Đây là một cái thông tin vô cùng giá trị đối với các cổ đông Segway. Và thông tin đăng tải vào ngày 28 tháng 10 năm 2021. Thông tin rất là mới thôi. Và tiếp theo chúng ta hãy cùng tìm hiểu kỹ nội dung này. Ulysses Sky String Technology, UST, nhà cung cấp giải pháp giao thông thân thiện với môi trường và an toàn có trụ sở tại Beirut, đã hoàn thành giai đoạn đầu tiên của hệ thống vận tải đường sắt trên cao Uskai chở hàng và chở hành khách. Dự án sẽ được sử dụng trong lĩnh vực hậu cần toàn cầu tại cơ sở thử nghiệm của nó ở Sharjah, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Dự án thương mại đầu tiên của Uskai sẽ chuyển từ giai đoạn đổi mới và đầu tư mạo hiểm sang giai đoạn kinh doanh đầu tư. Ở câu này có nghĩa là như nào ạ? Chúng ta phân tích một chút ở câu này. Dự án thương mại đầu tiên của Uskai sẽ chuyển từ giai đoạn đổi mới. Ở đây là chúng ta đã thấy giai đoạn đổi mới và đầu tư mạo hiểm. Có nghĩa là chúng ta hiện nay là các cổ đông Segway, chúng ta đang nắm giữ cổ phần Segway. Nói cách khác là chúng ta đang là những nhà đầu tư thiên thần, chúng ta đang là những nhà đầu tư mạo hiểm. Nhưng dự án thương mại đầu tiên sẽ chuyển từ những giai đoạn đổi mới, giai đoạn đầu tư mạo hiểm, có nghĩa là cho các cổ đông nắm giữ cổ phần đấy ạ, sang giai đoạn kinh doanh đầu tư. Đấy, chúng ta lưu ý vậy. Giai đoạn kinh doanh đầu tư ở đây có nghĩa là chúng ta đã thương mại trên quy mô toàn cầu. Và đã thương mại là chúng ta có gì ạ? Đã thương mại là chúng ta có doanh thu và có lợi nhuận. Và đương nhiên rồi, khi mà tập đoàn, khi mà công ty có doanh thu, có lợi nhuận thì sẽ sớm thôi các quý vị cổ đông sẽ nhận được cổ tức. Ngoài ra, Ulysses Sky sẽ tiếp tục thử nghiệm giải pháp giao thông bền vững trước khi triển khai rộng rãi vào năm tới. Ngài Anatoly Zhirinsky, người sáng lập UST, nhận xét: đây là một cột mốc quan trọng trong sự phát triển của chúng tôi. Anatoly Zhirinsky, người sáng lập Ulysses Sky Chain Technology và Uskai Transport, cho biết
Bằng cách tận dụng công nghệ tiên tiến, độc quyền của mình, chúng tôi đang chứng minh sự nhanh nhẹn, linh hoạt và khả năng mà công nghệ đường sắt trên cao tiết kiệm chi phí của chúng tôi có thể mang đến cho các điểm đến. Dự án vận tải đường sắt trên cao đầu tiên được thực hiện trong khu vực Mela, bao gồm cả các phương án vận tải hành khách và hàng hóa. Đầu máy bao gồm các phương tiện đường sắt điện không người lái, mô-đun chở khách UK và mô-đun vận chuyển hàng hóa U công. UK đây là con tàu của chúng ta đấy, đã được chứng nhận tại Sadia đấy. Và tới này thì chúng ta sẽ tiếp tục sẽ chứng nhận con tàu Ucon, nó chở container. Và được thiết kế để di chuyển trên cầu vượt đường sắt dây treo với tốc độ lên đến 150 km/h. Và cuối cùng đây ạ, đây là câu kết này ạ. Câu mở đầu và câu kết rất là hay. Đánh dấu sự ra mắt dự án thương mại đầu tiên của USky, công ty đã đặt kế hoạch tăng danh mục đầu tư của mình lên 10 dự án vào cuối năm 2022. Vâng, tại sao mà chúng ta có những cái câu mở đầu và những câu kết rất là hay phải không ạ? Như vậy là các quý vị, các nhà đầu tư, các quý vị cổ đông Skyway khi mà biết được cái thông tin trên trang tuần lễ xây dựng Construction Week đưa tin về Ulysses Sky Chain Technology và đã khẳng định như vậy có 10 dự án, tức là đối với mình hiểu rằng đây là chỉ là cái mức gọi là chúng ta tối thiểu thôi, chúng ta công bố thôi, còn thực ra là đã rất là nhiều rồi vào cuối năm 2022. Vâng, đây là cái thông tin đầu tiên mà mình cung cấp cho quý vị. Và sau đây là một cái thông tin cũng rất là tuyệt vời. Đó là gì ạ? Đó là một thông cáo báo chí trên trang Zewia, đúng không ạ? Zewia. Vâng, đây là cũng là cái thông tin vào ngày 28 tháng 10 năm 2021, rất là mới. Vâng, trước khi để tìm hiểu thông tin này thì chúng ta hãy tìm hiểu một chút Zewia là gì. Và chúng ta hãy tìm hiểu một chút được không ạ? Và đây, Zewia về Zewia.com là một phần của Refinity TV Trung Đông, là nguồn tin tức và tình báo hàng đầu trong khu vực, phục vụ hàng triệu chuyên gia từ các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Ả Rập Xê Út, Ai Cập và phần còn lại của Mela. Trang web có cả phiên bản tiếng Anh và tiếng Ả Rập. Zewia cung cấp tin tức và phân tích mới nhất từ thị trường, khu vực và toàn cầu. Trong suốt cả ngày, tin tức và chứng khoán, hàng hóa và tiền tệ được cập nhật theo thời gian thực. Trang web tiên phong đã có 2 thập kỷ kinh nghiệm và đã có 20 năm kinh nghiệm trong việc cung cấp tin tức tài chính và kinh doanh trên các lĩnh vực như bất động sản, xây dựng, năng lượng, ngân hàng, du lịch, công nghệ, hàng không, chăm sóc sức khỏe, hậu cần và giáo dục. Phần kinh tế thì có nhiều nội dung đáng tin cậy, chân thực và nhanh chóng, triển vọng kinh tế, những hiểu biết sâu sắc về thực trạng của các nền kinh tế khác nhau ở khu ở các nước ở khu vực, tức là các nước vùng vịnh, các nước khu vực Trung Đông và thế giới, tin tức về việc làm và cơ sở hạ tầng là một lĩnh vực được chú trọng trong phần này. Các phần của WSME Project của Zewia cung cấp nội dung phong phú về sự phát triển trong thời gian thực của thế giới đầu tư, quản lý tài sản, đầu tư thay thế, khởi nghiệp, doanh nhân, đấu thầu xây dựng, cơ sở hạ tầng, chính sách của chính phủ ở Trung Đông. Sâu sắc và sáng tạo, mục cuộc sống cung cấp những thông tin cập nhật mới nhất từ thế giới thể thao, giải trí, du lịch và nghỉ dưỡng. Và đây là các cái phần mà trong cái trang Zewia đấy. Trong 20 năm qua thì Zewia đã mở rộng phạm vi bao phủ của mình và hiện cung cấp một phần phạm vi bảo hiểm đặc biệt, cung cấp phân tích chuyên sâu về các dự án quan trọng trong khu vực và phát triển quốc tế. Ngoài tin tức và tính năng của Zewia thì hỗ trợ phát triển kinh doanh thông qua các báo cáo nghiên cứu, cơ sở dữ liệu, công ty và thông tin các dự án mới nhất từ khắp khu vực Mela. Đó, đây chúng ta thấy đâu ạ.
Jaguar được thành lập vào năm 2000 tại London, Vương quốc Anh và được chuyển đến Dubai vào năm 2002. Jaguar đi tiên phong trong khái niệm đăng ký trực tuyến ở Trung Đông, cung cấp hồ sơ của hàng nghìn công ty và dự án. Công ty đã phát triển qua nhiều năm với lượng khách hàng lớn trước khi được Thomson Reuters mua lại vào tháng 6 năm 2012. Đây là một phần của Jaguar, đây là một phần của Zenly TV Trung Đông. Thế thì về Zenly TV thì như nào ạ? Phục vụ hơn 40.000 tổ chức tại hơn 190 quốc gia. Zenly TV cung cấp thông tin, hiểu biết sâu sắc và công nghệ thúc đẩy sự đổi mới và hiệu suất trên thị trường tài chính toàn cầu. Di sản về tính chính trực của chúng tôi cho phép khách hàng của chúng tôi tự tin đưa ra quyết định quan trọng trong dữ liệu tốt nhất trong lớp và các cái công nghệ tiên tiến của chúng tôi mang lại cơ hội lớn. Chúng tôi cho phép cộng đồng tài chính giao dịch thông minh và nhanh hơn, vượt qua các cái thách thức về quy định và mở rộng quy mô một cách thông minh. Đó, chúng ta thấy Jaguar là thuộc một phần của Zenly TV và đây là Zenly TV đây. Chúng ta hãy tìm hiểu một chút rồi sẽ cùng Ngọc Bình quay lại với cái nội dung của bài báo. Vâng, đây là Zenly TV. Đó, chúng ta đây, zenlytv.com. Nên là chúng ta truy cập vào đây, chúng ta thấy được các cái dữ liệu. Rất là tuyệt vời phải không ạ? Và ngay sau đây thì chúng ta quay trở lại với bài báo viết về công nghệ Skyway trên Jaguar thuộc một phần của Zenly TV. Thì ngày 28 tháng 10 năm 2021 thì có bài viết như sau: Ulysses Sky ra mắt các tổ hợp vận tải hành khách và hàng hóa trước giải pháp tốc độ cao vào năm 2025. Cơ sở thử nghiệm trị giá 14 triệu đô la Mỹ ở Sharjah hiện đang chứng minh khả năng dự án đường sắt trên cao U-Sky mới. Đây, thông cáo báo chí. Quý vị ạ, thông cáo báo chí thì thông tin hoàn toàn chính xác, chính thống. Và Sharjah, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, U-Sky Chain Technology, NSC, hay là chúng ta biết là viết tắt là UST, công ty chuyên về các giải pháp vận tải thân thiện với môi trường, an toàn và thoải mái, có trụ sở tại Beirut, đã hoàn thành giai đoạn đầu tiên của hệ thống vận tải đường sắt trên cao U-Sky và chở khách đến sử dụng trên toàn cầu. Hậu cần tại cơ sở thử nghiệm của nó là ở Sharjah, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Đánh dấu sự ra mắt dự án thương mại đầu tiên của U-Sky, công ty đã đặt kế hoạch tăng danh mục đầu tư của mình lên 10 dự án vào cuối năm 2022. Thì quý vị thấy không ạ? Đây là thông cáo báo chí. Dự án thương mại đầu tiên của U-Sky sẽ chuyển từ giai đoạn đổi mới và đầu tư mạo hiểm sang giai đoạn kinh doanh đầu tư. Song song đó, U-Sky sẽ tiếp tục thử nghiệm giải pháp giao thông bền vững trước khi triển khai rộng rãi vào năm sau. Vào năm 2022, đúng không ạ? Triển khai rộng rãi, quý vị nhé. Chúng ta hãy hình dung ra, có nghĩa là hàng loạt đấy ạ. Anatoly Zhirinsky, người sáng lập U-Sky Chain Technology và U-Sky Transport cho biết, đây là một cột mốc quan trọng trong sự phát triển của chúng tôi. Bằng cách tận dụng công nghệ tiên tiến, độc quyền của mình, chúng tôi đang chứng minh sự nhanh nhẹn, linh hoạt và khả năng mà công nghệ đường sắt trên cao tiết kiệm chi phí của chúng tôi có thể mang đến cho các điểm đến, được thiết kế để hỗ trợ cả hậu cần, hàng hóa, hành khách. U-Sky mang lại tốc độ và hiệu suất vận chuyển cao lên đến 150 km/h và lên đến 50.000 hành khách mỗi giờ, và có thể được thiết lập với một phần chi phí thấp hơn so với các giải pháp khác với tác động sinh thái tối thiểu. Có nghĩa là chúng ta có chi phí xây dựng rất là thấp so với các cái chi phí của các ngành xây dựng giao thông hiện nay. Và đương nhiên rồi, với cái tác động đến môi trường sinh thái của công nghệ U-Sky của chúng ta đấy, thì rất là ít, không phá vỡ cảnh quan
xung quanh hoặc là phá vỡ những cái hệ sinh thái khi mà dự án được xây dựng. Đầu tư vào thiết kế xây dựng và chứng nhận các cơ sở vận tải và vận tải hàng hóa đô thị của U-Sky tại UAE đã lên tới 14 triệu đô la Mỹ. Đó. Và cái giai đoạn 1 đó là khu liên hợp vận tải hàng hóa và hành khách đô thị. Dự án vận tải đường sắt trên cao đầu tiên được thực hiện trong khu vực Mela bao gồm các phương án vận tải hành khách và hàng hóa. Đầu máy bao gồm các phương tiện đường sắt điện không người lái, mô đun chở khách UK và mô đun vận chuyển hàng hóa U công, được thiết kế để di chuyển trên cầu vượt đường sắt dây treo với tốc độ lên đến 150 km/h. Đó, công nghệ đường dây dây đấy. Đúng không ạ? Tuyến đầu tiên của khu phức hợp U-Sky có thể được mở rộng tại vị trí hiện tại. Đó là công viên công nghệ và đổi mới nghiên cứu Saria SATIP để kết nối mạng lưới với các tòa nhà đào tạo của khu công nghệ. Các giải pháp giao thông của U-Sky được chứng nhận về an toàn cơ sở hạ tầng giao thông bởi TOVSW, tức đây là chứng nhận tiêu chuẩn hóa, một nhà cung cấp dịch vụ trong lĩnh vực chứng nhận, cũng như các giải pháp chất lượng, an ninh và bền vững. Đó là giai đoạn đầu tiên. Còn giai đoạn thứ hai, nền tảng công nghệ của U-Sky và vận tải liên tỉnh tốc độ cao. Giai đoạn thứ hai là triển khai nền tảng công nghệ chuyên dụng để thí điểm và chứng nhận tuyến U-Sky tốc độ cao. Trong đó, các phương tiện điện sắt sẽ có khả năng đạt tốc độ lên đến 500 km/h và lên đến 600 km/h trong tương lai. Tại Expo 2020 Dubai, U-Sky Chain Technology đang giới thiệu một giải pháp lưu trữ sẵn sàng cho các quốc gia tham gia, cũng như các công ty hoạt động trong lĩnh vực giao thông và cơ sở hạ tầng, năng lượng, thông tin, phát triển, kinh doanh nông nghiệp và các ngành liên quan và liên quan khác để đề xuất sang tất cả các quốc gia của thế giới. Chúng ta thấy không ạ? Tại Expo Dubai 2020 thì chúng ta cũng đang giới thiệu giải pháp của chúng ta. Vâng, các thông số để triển khai nền tảng công nghệ U-Sky tốc độ cao như sau. Khoản đầu tư cần thiết cho việc xây dựng khu phức hợp vận tải tốc độ cao lên đến 500 km/h cho các mục đích nghiên cứu, trình diễn và chứng nhận, nó khoảng 230 triệu đô la. Chiều dài cầu vượt đường sắt thử nghiệm từ 20 km, trong khi diện tích đất yêu cầu bắt đầu là 100 ha. Khoản đầu tư cần thiết để triển khai đầy đủ nền tảng công nghệ với tất cả cơ sở hạ tầng giao thông và các công nghệ đi kèm và liên quan khác tương đương 580 triệu đô la Mỹ. Diện tích khu đất bổ sung từ 50 ha trở lên. Thời hạn cho việc xây dựng và chứng nhận tổ hợp giao thông cao tốc U-Sky kể từ khi bắt đầu cấp vốn toàn bộ cho dự án là 2 năm. Đấy, chúng ta thấy cái lộ trình rất là rõ vậy. Thời hạn và nền tảng công nghệ sẽ được thiết lập đầy đủ kể từ khi bắt đầu tài trợ toàn bộ dự án là 3 năm. Tốc độ của xe điện đường sắt cao tốc liên tỉnh ở các phiên bản chở khách, chở hàng và chở hàng sẽ xây dựng thí điểm theo dự kiến của nền tảng công nghệ là 500 km/h. Cuối cùng tốc độ sẽ được tăng lên là 600 km/h, sẽ sử dụng đường dài thử từ 30 km trở lên. Hơn 100 hoạt động nghiên cứu và các phát triển công nghệ liên quan sẽ được phát triển trong trung tâm công nghệ đổi mới được đề xuất. Chúng tôi bao gồm hệ thống điều khiển thông minh, mã hóa và hệ thống truyền dữ liệu gói tốc độ cao, hệ thống chẩn đoán máy và thị giác máy, hệ thống cung cấp điện và liên lạc, hệ thống giám sát hành vi và an toàn của hành khách, động lực học và khí động học của vận tải đường sắt trên cao và nhiều hơn thế. Với nhu cầu mạnh mẽ về vận chuyển hàng hóa đô thị và các giải pháp cơ sở hạ tầng và vận tải liên tỉnh tốc độ cao ở các quốc gia khác nhau trên thế giới, U-Sky đã nhận được sự quan tâm của chính phủ đối với việc triển khai nền tảng công nghệ U-Sky tốc độ cao trong lãnh thổ của họ. Ngoài việc cung cấp đất và vốn đầu tư cần thiết, các yếu tố triển khai tiếp theo bao gồm chi phí đất cao, U-Sky chiếm ít đất hơn
để phát triển và giảm chi phí xây dựng và vận hành xuống nhiều lần so với các giải pháp giao thông truyền thống. Trong một số phiên bản thì khoảng cách giữa các giá đỡ có thể lên đến 3 km hoặc hơn. Đấy, chúng ta thấy không ạ? Các cái trụ và trụ có thể là cách nhau đến 3 km hoặc là hơn, cho phép vượt qua các chướng ngại vật lớn như sông, hồ, hẻm núi, rồi đảo nối với các cái đỉnh núi trong một nhịp duy nhất. Quá tuyệt vời phải không ạ? Mật độ dân số cao và tình trạng tắc nghẽn trên cơ sở hạ tầng đường bộ hiện có, giải pháp U-Sky thì tránh tập trung đông người trong một không gian hạn chế, đồng thời cho phép tính di chuyển của người dân cao với lượng hành khách có thể lên đến 50.000 hành khách trên một giờ. U-Sky, tức là U-Sky Change Technology ấy, sẵn sàng đến bất kỳ quốc gia nào quan tâm. Việc triển khai dự án và phát triển các giải pháp giao thông sáng tạo trên lãnh thổ của mình. Vâng, về tiểu sử thì giai đoạn đầu tiên của việc triển khai thương mại các giải pháp giao thông U-Sky ở Trung Đông, chúng ta hình dung nhé, triển khai thương mại rồi đấy. Vào năm 2018, với việc xây dựng trung tâm thử nghiệm U-Sky ở Sharjah, SATIP, trên một khu đất rộng 28 ha. Kể từ năm 2017 thì khả năng hoạt động của công nghệ tiên tiến đã được xác nhận ở Beirut, nơi có 5 tổ hợp vận tải đường sắt đã được xây dựng trên diện tích 36 ha cho các cái mục đích nghiên cứu, chứng nhận và trình diễn. 2 đường ray nữa đang được xây dựng. 12 phương tiện đường sắt điện hoàn toàn khác nhau đã được thiết kế, chế tạo trong nhà và chạy thử nghiệm trên đường. Ví dụ như phương tiện vận tải hành khách đô thị có sức chứa 2 người này, 4 này, 6 này, 14, 18, 24 và 48 hành khách đang được xây dựng là các phương tiện đường sắt điện 16 và 25 hành khách có khả năng tự động lắp ráp thành các đoàn tàu chở tới 250 hành khách. Đó, có thể chúng ta lối vào được thành các cái đoàn tàu dài đấy. Sức chở lên đến 250 hành khách. Quá là tuyệt vời đúng không ạ? Cũng như các cái phương tiện chở hàng không người lái để vận chuyển hàng rời và vận chuyển container nặng lên đến 35 tấn, bao gồm cả phiên bản nhiệt đới cho 2 tổ hợp U-Sky mới đang được xây dựng ở Sharjah, có các cầu vượt dài 2,4 km để tốc độ 150 km/h mỗi cầu. Các giải pháp vận tải của U-Sky cho phép vận chuyển hành khách và hàng hóa theo quy định dạng an toàn nhất có thể, vì việc di chuyển diễn ra trên mặt đất và không có khả năng va chạm với những người tham gia giao thông và các vật thể lạ. Tốc độ di chuyển lên đến 150 km/h có thể đạt được trong các hệ thống đô thị có công suất tương đương với tàu điện ngầm. Chi phí xây dựng tổ hợp giao thông U-Sky thấp hơn đáng kể, thấp hơn vài lần so với chi phí xây dựng tàu điện ngầm và tàu điện ngầm một ray và các, tức là monorail đấy ạ, tàu điện ngầm một ray đấy ạ, và các loại cơ sở tầng giao thông khác khi so sánh trong các cái điều kiện hậu cần tương tự. Các giải pháp của U-Sky cho phép vận chuyển vận tải ở mọi vùng tự nhiên, khí hậu và trong mọi điều kiện địa hình, cho phép tiếp cận các cái vùng sâu, vùng xa với chi phí cơ sở hạ tầng giao thông thấp hơn tương đối. Chi phí xây dựng các khu phức hợp chở hàng rồi hành khách U-Sky tùy thuộc vào chiều cao và chiều dài nhịp, địa hình và nền móng, tốc độ thiết kế và lưu lượng giao thông, tần suất của các nhà ga có thể dao động từ 5 triệu đô la Mỹ cho mỗi km. Vâng, 5 triệu cho đến 10 triệu đúng không ạ? Chi phí này bao gồm cơ sở tầng, hệ thống điều khiển, điện và thông tin liên lạc, một cầu vượt đường sắt và đội phương tiện đường sắt điện không người lái, được gọi là Uli Mobile hay là U-Sport. Vâng, rất là tuyệt vời. Đây là thông cáo báo chí 2021. Đó, chúng ta thấy không ạ? Ở đây rất là chính thức rồi và được đăng tải trên trang Railway, đúng không ạ? Railway. Đây.
Zaiquaya thuộc Refinity TV. Đó. Vâng, một lần nữa thì Ngọc Bình đã cung cấp cho quý vị hai cái thông tin về Usky trên trang Construction Week, tạp chí tuần lễ xây dựng, đã đưa tin về công nghệ của chúng ta. Và đặc biệt hơn thì ở trên trang Construction Week đã đưa rất là cụ thể về việc là các cái dự án danh mục đầu tư của chúng ta, dự án thương mại chúng ta là ít nhất là 10 dự án vào cuối năm 2022. Đó, đây là cái thông tin trên Construction Week. Và một cái thông tin thông cáo báo chí trên trang Zawaya thuộc Zenfili TV rất là uy tín, có hơn 2, có 25 đúng không ạ? Hơn 20 năm. Và rất là uy tín đấy ạ. Đưa tin và đây là thông cáo báo chí. Chúng ta hãy hình dung thông cáo báo chí rất là rõ ràng rồi. Và trên cái thông cáo báo chí này cũng nói rõ các cái lộ trình, các cái giai đoạn phát triển của chúng ta. Các giai đoạn phát triển Usky, giai đoạn 1 như thế nào, giai đoạn 2, giai đoạn 2 ra làm sao đúng không ạ? Và chúng ta đã biết được cái tiểu sử một chút về các cái khu thử nghiệm của chúng ta. Vâng, rất là tuyệt vời. Và tuyệt vời hơn nữa thì quý vị hãy đăng ký kênh YouTube của Nguyễn Ngọc Bình. Đây là kênh của Ngọc Bình, Top Expert Skyway Ngọc Bình, để quý vị có thể cập nhật thường xuyên những cái thông tin mới nhất, chuẩn nhất từ dự án Skyway. Vâng, Ngọc Bình xin kết thúc video tại đây. Một lần nữa chúc mừng tất cả các nhà đầu tư, các quý vị cổ đông, chúng ta đã nắm giữ cổ phần của Skyway. Và cái cơ hội này thì cũng đã sắp trôi qua. Nếu quý vị muốn sở hữu cổ phần Skyway thì hãy nhanh chóng liên hệ với những người đã chia sẻ cơ hội cho mình. Và nếu quý vị còn quan tâm, băn khoăn, thắc mắc gì về dự án Skyway thì có thể gọi trực tiếp cho Ngọc Bình, để số điện thoại ở phần mô tả, hoặc là inbox cho Bình. Bình xin chào và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo. Vâng, xin chào.